Chào các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Vâng, đây là chiếc Winner X phiên bản giới hạn. Vâng, chiếc này tôi đã mua được khoảng độ 5 tuần và đã đi được khoảng độ 1.900 km. Và cái chuyến đi gần đây nhất là tôi đi Đà Lạt các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ review nhẹ sơ qua cho các bạn đánh giá về cái con Winner X này. Lý do tôi mua con này là tại vì Honda đã khuyến mãi quá là rẻ các bạn ạ. Chỉ có là 30 triệu đồng cho cái con bản giới hạn này, không có phanh ABS. Ok, tôi sẽ quay một vòng cho các bạn ngắm nhìn nó. Wow, quá đẹp các bạn ơi. Vâng, đây là bản Winner X phiên bản giới hạn, cho nên rằng là nó không có thắng ABS. Đó, tôi mua cái bản không phanh ABS để cho nó rẻ một chút xíu. Wow, vâng, mình mua trả góp mà, cho nên rằng là tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Xe thì vẫn còn zin nguyên luôn, chưa có độ một cái gì hết, hay nói chính xác hơn là chỉ vài ba cái lặt vặt thôi, tại mới có 5 tuần. Ví dụ như là cái Oppo, đây, cái Oppo giả carbon, đó, gồm hai miếng nhựa và một cái chụp để đừng bị xịt khói cho người đi sau. Cái này đúng ra là hãng mua của Honda, hãng phải tặng á, mà sao nó không tặng, cho nên tôi phải mua. Và đây là cái bộ gá của bộ thùng GV. Tôi có gắn bộ thùng đó, cho nên là nó có cái bộ gá này. Wow, bữa khác tôi sẽ review ba cái thùng GV cho các bạn xem. Đây, số km đi được 1.935 km. Trên đây là tôi có gắn một cái bát để kẹp con Goro. Đó, các bạn thấy gắn cái con Goro ở đây dễ thương không? Goro 4 sẽ sân các bạn à. Đó, mình kẹp con Goro ở đây để mình làm camera hành trình. Và nhiều bạn coi video á, hỏi, thì nay tôi quay cận cảnh các bạn xem luôn. Đó, đây là cái kẹp điện thoại mình mua riêng 50.000. Còn cái quan trọng là cái kẹp bên dưới đây, một cái giò gà, một cái khớp giò gà dài 30cm, 25cm thôi. Đó, và tôi kẹp nó vào trong cái ba ga này. Một bộ này là mua trên Lazada khoảng độ 170.000 đồng, quá rẻ. Đó, đó, mình xoay cái này để mình vặn kẹp vào đây, kẹp vào cái ba ga và mình đưa lên, nó thành như thế này. Ok, quay cận cảnh các bạn xem. Đó, nhìn nó rất là lịch sự, nhưng mà nó hơi bất tiện rằng là nếu mình ở Sài Gòn thì mỗi lần tháo lắp nó hơi bất công, còn đi tour thì mình để luôn. Đó, còn đây là hai cái kính này, kính này là kính độ, hai cái tròn độ của người bạn tặng, cho nên là tôi cũng không biết giá nó là bao nhiêu nữa. Đó, kính bằng nhôm gọng 10 ly. Thì xài kính này nó cũng có cái bất tiện là đây nó xài lục giác, cho nên mình chỉ chỉnh cố định một lần thôi, chứ vừa chạy xe thì không vừa chỉnh được, cho nên ngồi mà xích tới xích lui ấy, thì không chỉnh được góc nhìn. Đó, hôm rồi xe bị đổ, cho nên là gãy mất cái này, chưa có thay được. Đây là cái nón 3/4 mà lúc mua đó, Honda nó tặng. Phía sau lưng tôi cũng gắn một cái kẹp, đó, một cái kẹp
để kẹp một cái camera 360 độ ở đằng sau này. Đó, gậy của Insta, đó một cái camera 360. Đấy. Cái gậy này thì mình có thể kéo dài lên được 1m4, 1m2. Đấy. Quay 360 thì mình cần phải để xa như vậy. Khi mà mình kéo dài ra thì nó sẽ như thế này. Chạy cine thôi. Xem ở nước ngoài thì thấy người ta gắn cam kiểu này á, quay rất là ảo. Để bữa nào tôi kiếm cái cung đường vắng đó, hoặc là 12 giờ đêm đó, tôi test thử cho bạn xem cái cam 360 này khi gắn như này sẽ như thế nào nhé. Cảm nhận đầu tiên về cái xe này khi mà mình chạy á, thì cái lực của nó mặc dù là chỉ có 150 phân khối thôi, nhưng mà nó khá là ổn các bạn, khá mạnh, rất là có lực. Ở cái phân khúc 150 này thì cái con này là giá quá rẻ. Đó. Cho nên là nếu các anh em nào mà kinh tế eo hẹp thì nên chọn lựa cái dòng Winner X này. Cái tay ga này thì không hiểu sao tôi chạy xa nó hơi bị tê tay phải. Đó. Còn tay trái thì lại không sao. Đèn xe này thì luôn luôn sáng, cứ nổ máy lên nó sáng, mình không có tắt được, chỉ có nút pha cốt thôi và có nút passing. Đó, passing. Đồng hồ thì thiết kế rất là ngầu, rất là hiện đại. Tuy nhiên nếu mình đeo GoPro trên ngực như tôi đang đeo GoPro trên ngực cái này này thì quay nó khó nhìn thấy cái tốc độ lắm. Về cái yên xe thì thiết kế nhìn cũng rất là đẹp, gần như là hai tầng, một bên là da trơn và một bên là da sần. Đó, tuy nhiên cái mút của nó mình rờ thì thấy là mềm, nhưng mà đi đường xa thì nó rất là đau, rất là ê luôn, không chịu nổi. Đi xa 200-300 cây số là không chịu nổi với cái yên này, cho nên rằng là chắc là tôi sẽ độ lại cái yên này, bọc mút lại cho nó mềm hơn, êm hơn. Về cái bộ 6 số này thì cái chiếc này của tôi không biết có bị lỗi hay không. Tức là nếu mình xe mình mà đang ở số 1 hoặc số 2 mà dừng đèn xanh đèn đỏ thì về số 0 rất là khó. Còn nếu như xe đang lăn bánh á, thì nó rất là dễ. Còn xe mà đã dừng đèn xanh đèn đỏ rồi thì từ số 2 về số 0 hoặc từ số 1 về số 0 á, rất là khó. 10 lần thì chỉ được 2 lần thôi. Cho nên rất là bực mình. Và tôi có chạy thử 2-3 chiếc Winner X khác thì nó không có bị tình trạng này. Đó, tôi thích cái bản giới hạn này là vì cái thứ nhất là giá nó rẻ, và thứ hai là cái bộ tem, cái chữ Winner X này nhìn nó rất là ngầu. Còn những cái xe khác á, thì nó không có cái chữ Winner X to như thế này. Cái logo này là mình dán thêm cho vui thôi. Đó, đây là cái lốp zin của xe. Đó, IRC. Thì cái lốp này á, tôi đi thực tế và cũng nhiều người nói á, là nó rất là trơn. Rất là trơn luôn. Đi đường mưa là mình ôm cua, chạy tốc độ chậm thôi, là hoặc là mình thắng hoặc mình dồn số đó, là nó trượt bánh, rất là nguy hiểm. Trong cái đó mình đi những chiếc khác thì nó không có bị. Cho nên là mai mốt chắc cũng phải thay cái lốp này. Không biết là mình nên dùng lốp nào cho nó phù hợp. Cái phuộc xe, cái phuộc sau này màu đỏ, không biết của thương hiệu nào, nhìn thì rất là ngầu. Rất là ngầu. Ồ, xe mới rửa xong mà nó dơ quá bạn ơi. Chỗ này rửa xe dơ quá. Đi một mình thì nó hơi bị sóc. Đi một mình nó hơi sóc, qua các lần giảm tốc rồi ổ gà rất là sóc. Nhưng mà nếu đi hai người và có chở thêm một ít đồ nữa đó, thì ok, nó sẽ êm hơn. Còn đi mình thì sóc lắm. Phục trước thì rất là ok. Đó, chạy hôm nay cái phục trước này thì mình cảm thấy nó hài lòng, chưa thấy vấn đề gì phàn nàn cả.
khá là êm. Đó, két nước tôi cũng không có mua đồ bảo vệ nữa. Chưa có kịp làm cái gì hết. Về đèn xe thì cái đèn này rất là tệ. Rất là tệ luôn. Đi buổi tối là có đèn giống như không có. Nó rất là tối, không thấy, không nhìn thấy gì hết. Để nổ máy lên thử. Đó. Nổ máy lên thì hai cái đèn đầu mi nó mới sáng này. Đó. Và đèn cốt ở dưới. Đó. Hai cái đèn cốt pha ở dưới này nó rất là yếu. Đi đêm là không nhìn thấy đường. Nghe anh em nói là cần phải độ thêm cái bộ đèn thì không biết lên độ loại nào. Nhờ các bạn tư vấn dùm để cho những chuyến hành trình ban đêm nó ổn hơn. Ok, các bạn nghe tiếng máy. Còn đây là tiếng bô. Chiếc Winner này thì hôm rồi tôi chạy 2 người chở 3 thùng, có test thử một đoạn ngắn thôi thì lên được 108 km/h. 108 các bạn, thì vẫn chưa hết ga. Vòng tour lúc đó thì mới đâu đó khoảng 6-7 ngàn vòng thôi. 6-7 ngàn vòng thôi mà tốc độ đã 108, chở 2 người và 3 thùng. Wow, đoạn đường vắng tôi đẩy tốc độ lên 108 km/h các bạn. Quá. Cái công tắc này cũng hơi khó chịu. Đó, đút chìa khóa, lấy chìa khóa ra vô nó cũng hơi khó khăn. Không biết là tại cái gì. Đó, mở yên thì lại phải tắt một nấc thì mới mở được. Đó, mình mở yên lên. Trong xe không có một cái cốp gì hết. Ngoài một cái cốp nhỏ xíu cho cái túi phụ tùng ra thì không có gì hết. Đó, bình xăng thì được 4.3 lít. Ở đây có cái bô e nó nằm ở chỗ này rất là nguy hiểm. Nó rất dễ bị rơi rác và những cái vật dụng nhỏ. Đó, giấy, rẻ rách gì nó chui vào đây. Cho nên là cần phải cẩn thận. Đó, cái engine của nó mà nó kêu rồi này các bạn. Nó bộp bộp này, không thích lắm, nó không có được cứng. Và cái miếng đằng sau này cũng vậy. Đó, do mình gắn cái thùng GV cho nên ấy rồi á, chứ cái thùng, cái miếng đằng sau này nó kêu dữ lắm. Về cái nhông xiên dĩa này thì tôi chạy thấy cũng ổn, không có nghe kêu gì nhiều. Hay là do mình đội mũ bảo hiểm, cái mũ mới nó kín quá cho nên là không nghe thấy gì hết. Chống ngang thì hơi bị cứng và nó kêu rất là to, hơi khó chịu. Đó, kêu rất là to. Kẹp điện thoại của hãng Motorwork này nhưng mà chưa lắp vào được, tại vì nó cần phải thêm những cái phụ kiện đồ chêm thì mới lắp được vào đây. Nhìn thì nó hơi giống chạy ráp một chút. Nhưng mà được cái là tiện, mình không phải lấy ra lấy vào đem đi cất. Đó, còn cái này á thì đi chơi Đà Lạt đồ thì không sao. Chứ còn ở thành phố mình để quên cái này thì người ta lấy mất cái này của mình. Còn đây là cái camera 360 này. Thì đi đường dài, đổ đèo, những cái đoạn nào đẹp á thì tôi có gắn cái camera này. Camera này là quay 360 độ. Trước, sau, trái, phải, trên, dưới luôn. Đây, của hãng Insta. Đó, mình gắn ở đây với cái bát nhôm này. Thì đi trong thành phố thì nhìn nó hơi hơi dị một chút. Nhưng mà ra đường vắng thì ok, không ai quan tâm đâu. Đó.
cái video mà tôi đổ đèo Tà Nung rồi leo đèo Bảo Lộc, leo đèo Friend đó, đó là quay bằng cái camera này. Mình sẽ có hai góc nhìn. Về edit mình sẽ có nhiều góc nhìn, nhưng mình chọn cái nhìn ra đằng sau để thấy mặt mình và thấy xe, và một cái nhìn lên đằng trước. Đó. Cái ốp nhựa này thì nó hơi lỏng này. Đó, chạy nó rung cho nên nghe nó hơi cọc. Đó, cái cây này dài khoảng độ 15 cm, nó cũng hơi rung. Nếu mà chạy đường đẹp thì vẫn chạy 100 được, còn đường xấu thì vô chừng, không nói trước được. Yên xe của chiếc Winner này thì cũng khá là cao. Đó, tôi mang đôi giày gần 3 cm, cộng với lại chiều cao 1m69 nữa là cũng 1m7 mấy ấy. Đó, vậy mà ngồi lên xe thì cũng chống chân bình thường thôi. Đó, mình ngồi xích lên phía trước ấy, thì mới chống được nguyên bàn. Chứ còn nếu như mà mình mà ngồi xích ra đằng sau ấy, thì chỉ chống mũi thôi. Còn nếu như các bạn chở thêm người phía sau mà ngồi nặng ấy, thì mình mới chống được nguyên bàn chân. Đó, mình ngồi lùi ra đằng sau một mình này thì chỉ chống được mũi chân thôi. Đi những cái dòng xe nhỏ như thế này thì nó cũng có những cái lợi thế của nó, là mình quay đầu xoay sở ở những nơi mà chật hẹp á, trong những cái hẻm, hoặc là mình đi Đà Lạt ở những cái hẻm, những cái đường dốc nhỏ, mình xoay sở nó cũng dễ dàng, nhẹ nhàng. Đó, hôm rồi tôi đi Đà Lạt là rất là căng, khi mà mình ở những cái dốc, những cái đường nó trơn trượt mà mình muốn quay đầu lại. Thì lợi thế của những cái xe nhỏ này là mình rất là năng động trong vấn đề xoay sở. Nếu mà đi một chiếc phân khối lớn thì việc quay đầu thì ở những cái nơi mà chật chội hoặc là đường xấu đó rất là khó khăn đó các bạn ạ. Đúng là mỗi xe nó có cái điểm mạnh, điểm yếu của nó. Nhóc cuốc. Đấy, các bạn thấy rằng là chiếc Winner này có phù hợp để cho mình đi làm hàng ngày không? Chiếc xe này thì tôi mua cho bạn Luân, chứ không phải cho tôi. Nhưng mà Luân mới có 16 tuổi thôi, cho nên chưa đi được. Cho nên là trong thời gian này tôi lấy ra chơi. Ok, tôi leo lên và chạy thử một vòng cho bạn xem. Với cái thể trạng của mình như thế này thì đi nó có xì tin quá hay không? Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích thú với video thì hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video tiếp theo. Bye bye. Chào tạm biệt.